Rồi, xin mời nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Huy Trung. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Mitsubishi Grandis 7 chỗ nha em, đời 2006, đăng ký 2007. Xe thì hiện tại bao là chất luôn. Xe biển 29 Hà Nội, một chủ từ đầu sử dụng nha. Đấy, một chủ từ đầu sử dụng, chưa qua chủ thứ hai. Và xe thì hiện tại rất đẹp, mới chạy chỉ có 20 vạn thôi. Đấy, mười mấy năm mà chạy 20 vạn rất là ít nha anh em. Chưa hề có tua lại nha. Sơn xi bên ngoài thì còn rất đẹp nè. Năm lốp mới ken theo xe luôn. Đấy, lốp còn rất là dày cua nha. Lốp còn rất là mới nè. Mâm đúc nguyên bản theo xe. Đấy, anh em thấy không? Nói chung là xe này dòng này đi thì khỏi phải bàn rồi. Êm cực kỳ là êm luôn. Gương gặp điện, chỉnh điện nè. Khóa mốt gặp gương nè. Mốt nguyên bản theo xe. Đấy. Anh em thấy không? Đấy, gương gặp ra gặp vào nha. Đấy. Rất là hiện đại luôn. Khóa mốt nguyên bản theo xe. Khóa mốt nguyên bản theo xe. À, dòng này thì cực kỳ là đẳng cấp luôn nha anh em. Số tự động đấy, số tự động máy 2.4. Nó anh uống tầm khoảng, tầm con này thì tầm khoảng 11 đến 12 lít. Anh em nào mà có nhu cầu, anh em nào có kinh tế cho nó uống á, thì anh em đi nó rất là sướng, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, Grandis nha, bản này là bản đủ nha đồng anh em. Động cơ Ivetec đầy đủ hết. Xe biển 29 Hà Nội, một chủ từ đầu sử dụng. Và xe thì hiện tại hôm nay bên em ra mức giá chỉ có là 265 triệu thôi. 265 triệu nha, quá là hợp lý cho anh em luôn. Lốp láp nè, là em bảo đảm với anh em là năm mâm đúc nguyên bản theo xe, năm lốp mới luôn, lốp sơ cua cũng là lốp mới luôn. Đấy. Anh em nhìn nè, lốp mới hết nè. Đấy, anh em nhìn nè, lốp này người ta thay mà người ta đi nó còn cái màu luôn nè, anh em thấy không? Đấy, lốp mới ken hết nha. Sơ cua chưa chạm đất luôn, còn gầm bệ thì em chắc chắn với anh em một điều là em đã lên nâng em coi rồi, và không có một tí một mọt nào hết nha. Không một tí một mọt nào hết. Đấy. Quá là đẹp đi mà chỉ có 265 triệu thôi. Hợp lý quá anh em à. Gương gặp điện chỉnh điện tích hợp xi nhan gương nè, túi khí nè, ABS nè. Rất là đầy đủ đồ chơi luôn nha. Khám thì đến tháng 8 năm 2020. Một chủ từ đầu sử dụng nha. Đấy. Ghế zin nguyên bản theo xe, nỉ ní còn nguyên. Đấy. Không mất một phân keo chỉ, không đâm đụng, không ngập nước. Quá là hợp lý luôn anh em à. Đèn thì rất là đẹp nha. Còn con này thì đi êm khỏi phơi bàn luôn. Đấy, nó chắc êm lắm. Con này nó êm cực kỳ luôn. Anh em nào vào biết được, nó đầm nó êm cực kỳ luôn. Em giả mang qua anh em à. Đấy. Cửa nẻo anh em nè, quá là êm. Nói chung đồ đạc nó còn chất, cực kỳ là chất, một chủ từ đầu sử dụng. Anh em nhìn cái da zin nè. Đấy, mới ken, da zin 100% nha, không bọc lại anh em à. Còn vô lăng thì anh em khỏi phải bài, vô lăng thì quá là mới đi. Ừ, anh em vô lăng nè, mới ken. Hũ số tự động đây. Đấy. Điều hòa auto. Đấy, ABS đầy đủ hết nha. Gương gặp điện chỉnh điện rất là hợp lý luôn. Đấy. ABS túi khí đầy đủ hết nha anh em. Quá là đẹp đi. Cực kỳ là bén luôn nè, thấy ốc nè, anh em nhìn nè. Ốc màu nè, anh em thấy không, ốc màu nè. Ốc 7 màu theo xe luôn nè. Tim ốc nè, còn mới cực kỳ luôn. Con này anh em về khỏi phải bàn rồi, thấy. Những cái mại là nguyên bản theo xe nè, tắp bi còn nguyên thế này. Đấy, gương kính chỉnh điện nè, quá là nhẹ nhàng luôn. Tắp lô đây, hai túi khí hai bên. Đấy, dàn tắp lô đây. Trong này có để học để đồ nè. Còn mới cực kỳ, mới tinh tươm luôn. 21 vạn, 14 năm 21 vạn, quá là hợp lý. Hai màn hình nha anh em, hai màn hình nỉ ní anh em nhìn nè. Còn mới sắc sảo cực kỳ luôn. Đấy. Đấy. Còn đèn đây. Đèn là bật nè anh em thấy không? Bật là sáng nguyên cả một bầu trời đằng sau luôn nha. Bốn tắp bi cửa là bốn cái đèn, mỗi tắp bi cửa là mỗi cái đèn, và tắp bi sau cũng có đèn, rất là nhiều đèn anh em à. Mở cửa là nó sẽ sáng đèn. Mở cửa nó sẽ sáng đèn. Còn mới ken hết nè. Nè
bàn thấy không, còn mới hết nha. Âm thanh loa đài thì không phải bàn. Con này một chủ từ đầu nha anh em mua con này về anh em khỏi phải yên tâm, anh em yên tâm cực kỳ luôn, bởi vì cái xe người ta đi cái chất người ta còn giữ gìn, nên là cái đồ đạc nó còn rất là ok. Đầu để mình có thể nghe thẻ nhớ nè, USB hoặc là đầu DVD hoặc là thẻ đĩa, có cả cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết, không thiếu thứ gì hết. Tem zin nè, còn nguyên hết nha. Nãy phía dưới đây nè, anh em nhìn nãy nè, còn nguyên hết nè. Đấy, nãy nè, mới ken hết. Nãy mới hết nha, đấy. Âm thanh hay cực kỳ luôn. Mới tinh tươm luôn nha, quá đẹp. Vô lăng đây, tiếp còi miết mà anh em nhìn này, còn rõ ràng cực kỳ luôn. Bảng đồng hồ này không một lỗi nhỏ nữa, không có tí lỗi gì hết. Đây, chân ga chân phanh đây, anh em thấy mới chưa, quá là mới luôn. Đấy, anh em nhìn nè, đồ đạc nhựa nhí còn mới can hết nha. Đấy, ốc nè, xe sơn zin còn 99% anh em à. Đấy, còn 90% lận, sơn zin còn rất là nhiều ha. Đấy, hàng ghế sau đây, hàng ghế sau đây, hàng ghế sau cùng đây hầu như người ta không ngồi luôn anh em à, còn mới tinh tươm luôn nè. 7 chỗ nha, môn rất là rộng rãi. Đấy, bể thì tay quá đẹp. Đấy, chân nỉ là như mới, như mới luôn anh em à. Đấy, màn hình còn xài đủ đầy đủ hết nha anh em, cũng Mitsui Mitsui luôn nha, zin luôn. 265 triệu, bao hồ sơ cho anh em toàn quốc. Anh em nào cần thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0935 146262, xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đà Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đấy, ốc màu zin thế nào, không ốc zin toàn bộ nha, chưa có mở ra làm lại một tí nào hết. Cửa nẻo đóng rất là êm này, trong đây vẫn còn nguyên thế nào, chưa một tí một mọt nào nha anh em. 265 triệu, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Anh em nào thích thì nhanh tay liên hệ nha. Hàng cái sau nãy nè, mới ken hết, anh em nhìn đây rõ đây. Đấy, mới chưa, ghế có thể gặp lại nè. Đấy, đồ đạc là nó mới tinh tươm hết, anh em nhìn ở ngoài anh em mới thấy được cái độ mới của nó. Còn xe bên em bán là cam kết không đâm đụng, không ngập nước cho anh em. Xe mà có đâm đụng ngập nước bên em thu lại xe và không hề bán cho anh em, trả anh em tiền đủ tiền và bồi thường cho anh em nữa, anh em yên tâm. Xe em nó thật là nó quá mới đi, anh em nhìn lề cửa đâu đi. Một chủ từ đầu sử dụng thì anh em biết rồi, một chủ mà người ta kỹ nữa. Đây lề cửa nè. Cái này thì anh em nhìn, theo anh em nhìn này thì cái này nó đâm đụng không? Không không. Nó còn quá là mới đi. Ốc màu của ngoài nhà sản xuất còn đẹp thế này. Đấy, anh em nhìn nó quá là đẹp đi. Xe nó không lỗi nhỏ nào hết, không một lỗi nhỏ anh em à. Có lỗi bên em tặng xe. Đấy, không đâm đụng, không ngập nước, không dịch vụ taxi, không cái gì hết. Xe gia đình một chủ từ đầu sử dụng. Đấy, một chủ từ đầu sử dụng tư nhân nha. Đèn đốt thì đầy đủ hết, anh em thấy không, quá là sang trọng luôn. Mà chỉ có 265 triệu thôi. Anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0935 146262, xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đà Lộc, tỉnh Quảng Nam. Anh em nào thích thì nhanh tay liên hệ, chứ không mất xe thì rất là tiếc. Cửa nẻo anh em đóng, em ru. Hộp để đồ đây, một chủ từ đầu sử dụng nha. Bên em nói một chủ là nói một chủ à. Mà giấy tờ em cho anh em coi luôn, số máy số khung bên em đã cà rồi. Một chủ nha anh em. Nè, đấy, 2007 nè. Ngày 7 tháng 9 năm 2007, đăng ký lần đầu cũng ngày 7 tháng 9 năm 2007, một chủ từ đầu. Biển 9 nút nữa, lại rất là ngon. Anh em nào rút hồ sơ bình thường ở nhà em bao hồ sơ cho anh em nào cần rút hồ sơ thì em rút hồ sơ máy 2.4 nè anh em à, 7 chỗ ngồi. Máy xăng số tự động nha. Con này nó chạy thì anh em có kinh tế cho nó uống thì một tí thôi, nó cũng không hao bao nhiêu đâu. Dòng này máy nó còn mới nè, máy Evetech động cơ mới rồi, với lại xe nó còn chất. Thì em theo em thì con này nó chạy khoảng tầm cao lắm á là 10 đến 12 lít trên 100 cây thôi. Đấy, túi khí đồ còn nguyên hết nha, chưa có đâm đụng ngập nước gì hết nha. À, hai cửa, hai dàn điều hòa nữa. Đấy, hai dàn điều hòa, chỉnh điều hòa đây, hai dàn điều hòa.
chỉnh được hết nha, gió viết bình thường hết nha. Con này thì anh em mà thả ra trời nắng thì có nắng cỡ nào nó cũng lạnh đấy. Em đi em bật mấy chỗ nhưng mà em bật vàng trước không mà người ngồi sau đã tê tái rồi, huống gì em bật hai vàng nữa anh em à. Còn xe thì nó mới tinh tươm hết, không thua gì xe mới hết nha. Xe mới đập thùng còn mới như xe mới 90% ấy. Anh em cứ vào anh em xem xe biết độ chất con xe rồi. Khỏi phải bàn, con xe này khỏi phải bàn rồi. Lè cửa anh em nhìn nè, chưa có một tí ốc đụng cái cà lê nào vào trong đây mở ra hết á. Máy móc là nguyên zin, số má zin, nhảy rất là ngọt, cửa nẻo đóng êm. Êm ru, mở máy nha. Chỉ có 265 triệu thôi. À, anh em nào đi Mitsubishi Grand Prix thì em biết rồi, êm cực kỳ. Anh em nhìn nè, đấy, anh em thấy không, còn nguyên bản hết nha. Tem nè, đấy, còn đẹp từng cm luôn. Đấy, sơn zin còn rất là nhiều. Máy móc đây, em ru, máy mới can luôn, máy mới dọn sơ một tí là đã mới rồi, bởi vì máy người ta chữ kỹ quá mà. Đấy, từng cái dây điện anh em nhìn nè, nguyên bản từ đầu đến cuối hết, không một lỗi nhỏ nha anh em. Đấy, máy móc nguyên zin hết, không một lỗi nhỏ. Anh em nào mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết nha. Đấy, tắt máy đi, thả máy đi, quá là ok đi. Chỉ có 265 triệu thôi, máy móc thì em ru nha anh em, nổi ngoài rất là êm. Anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết nha. Giá chỉ có 265 triệu thôi, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Quá là hợp lý đi, chỉ có 265 triệu thôi. Máy móc bên em bảo đảm cho anh em là ok hết, máy móc không vấn đề lỗi lầm gì hết nha. Xe anh em về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Tắp bay cửa nè, quá là mới đi, chỉ có 265 triệu thôi, quá hợp lý với anh em à. Khóa mốt nè, đấy, gặp gương ra thấy không, lóc cửa là gặp gương vô nè. Đấy, anh em thấy không, quá là ok đi, mà chỉ có 265 thôi. Anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0935146262, xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Lộc, tỉnh Quảng Nam. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.